xin chào Quang Minh, chào con. Con đến đây với tài năng ghi nhớ. Ghi nhớ. Con hay nhớ cái gì mà con biết là mình có siêu trí nhớ vậy? Dạ là ghi nhớ diện tích, sự kiện lịch sử hay các thông tin liên quan đến con số. Ngày hôm nay thì để giao lưu và để mọi người hiểu hơn về cái khả năng của con thì chúng ta sẽ có một cái thử thách nho nhỏ. Như mọi người có thể thấy, chúng ta đang có tên 63 tỉnh thành trên sân khấu à. Và thử thách này sẽ liên quan đến những con số, đó chính là diện tích của từng tỉnh thành. Ví dụ như ngay bây giờ thì xin mời chị Harry Won chọn một tỉnh thành. Có thể ngồi ngay tại đó và đọc tên là được rồi. Dạ. Cho Harry chọn Trà Vinh đi. Con ơi, cô Harry Won chọn tỉnh Trà Vinh. Thì không biết tỉnh Trà Vinh sẽ là diện tích bao nhiêu nhỉ? Dạ là 2.358,3 km2. 2.358,3 km2. Chính xác. Đó chính là khả năng về trí nhớ diện tích của bé Quang Minh. Và thử thách của chúng ta là sẽ mời một vị giám khảo lên đây chọn cho mình 10 tỉnh thành. Và trong khoảng thời gian nhất định, con sẽ phải đọc đúng diện tích của 10 tỉnh thành đó. Và ban giám khảo nghĩ thời gian bao nhiêu là hợp lý ạ? Con nghĩ là trong 40 giây con có thể trả lời được 10 đáp án đến từ ban giám khảo không? Dạ được. Quá tự tin. Bây giờ nè, Sam sẽ cố gắng phải bình tĩnh, đừng có bị cái cảm giác mà quá kinh ngạc, mà mình phải giữ một cái đầu thật lạnh á. Dạ. Mình giữ cái đầu lạnh để làm chi? Để mình chỉ cần đưa cho bé đọc, lật đưa qua Gil liền. Gil sẽ là người kiểm chứng. Chứ lúc đó tại vì mình còn oh wow. Đây chính là một cái phương pháp học tập mà sử dụng cả hai bán cầu. Bán cầu não trái nó thiên về con số, còn bán cầu não phải thì thiên về hình ảnh. Vậy thì cái phương pháp siêu trí nhớ lại là phương pháp kết hợp cả số và hình ảnh cùng một lúc để các em học thông tin. Và với cái phương pháp mà học cùng một lúc như thế này á, qua một lần ghi nhớ thôi nhưng mà nhớ rất là lâu. Thực ra là khi mà đăng ký đi học là mẹ thích chứ không phải anh thích. Mẹ đi tìm phương pháp học cho con là mẹ thấy phương pháp học sơ đồ tư duy là mẹ thấy mẹ mới phương pháp mới ghi nhớ là tốt, nên mẹ muốn cho em học cái đó. Con ơi, khi mà con mã hóa những con số thành những cái hình ảnh như vậy á, là do tự thân con mã hóa, con tự nghĩ ra những hình ảnh đó, hay nó là cái quy tắc chung của cái việc mà chúng ta học việc trí nhớ? Dạ là chung. Giống nhau hết. Thì bạn nhỏ nào muốn học và rèn luyện trí nhớ đều cũng sẽ phải học giống như con, đúng không? Dạ. Sẵn sàng chưa con? Dạ rồi. Và thử thách bắt đầu. 3.943,9. Đến, đúng đúng. 1.968. Đúng. 4.924. Đúng. 10.877. Đúng. 13.030,5. Đúng. 1.981. Đúng. 2.669. Đúng. 9.674,2. Đúng. 9.541,3. Đúng. 9.668. Chính xác. Trước hết về kết quả, con đã đúng hoàn toàn chính xác diện tích của 10 tỉnh thành. Chúc mừng con. Wow. Và thời gian con thực hiện thử thách lần này đó chính là 30 giây. Wow. Và thử thách lần này bé đã xuất sắc vượt qua. Dạ vâng, bây giờ sẽ là thử thách tiếp theo của bé Quang Minh. Chúng ta sẽ đổi thử thách. Chúng ta sẽ cho bé ghi nhớ về những cái hình ảnh được chụp từ vệ tinh và đoán được nơi mà bé đang nhìn là địa phương nào, tỉnh thành nào. Đang rất là thắc mắc, bởi vì khi mà hình chụp từ vệ tinh á, là mình thấy cái gì đó chút giống như là những cái vùng đất với những cái mái nhà, những cái gì rất là nhỏ mà mình nhìn thấy hầu như cái chỗ nào nó cũng giống chỗ nào. Đúng. Làm rồi sao mà có thể phân biệt được? Con ơi, thí dụ như mà về con số thì mình có thể mã hóa nó ra được, mình làm thành câu chuyện. Còn về hình ảnh thì con có một cái phương pháp tương tự giống vậy không? Dạ là vệ tinh là mình đi tìm một hình ảnh, rồi xong mình ghép cái chữ của tỉnh thành thành một câu chuyện. À, gọi là câu chuyện, nữa. Bây giờ Harry sẽ chọn trước nha. Tỉnh thành đầu tiên nha. Ok. Xong rồi. Mời con. Xin mời. Và đây sẽ là hình ảnh đầu tiên của thử thách thứ hai. Xin mời con. Dạ là Đồng Tháp. Wow. Con ơi, cô Sam lại muốn nghe câu chuyện của con nữa rồi. Dạ là đồng lúa có màu tím. Đồng lúa là cái sân banh này phải không con?
Dạ không, cái chữ đồng á cô. Cái chữ đồng tỉnh thành á cô. Là đồng lúa. Đồng lúa, à là đồng lúa. Màu tím là cái chấm tím này đúng không? Dạ. May quá, cuối cùng đang trúng một cái rồi. Tiếp nha. Mời con. Vĩnh Phúc. Rất nhanh đúng luôn, không anh? Chính xác. Và bây giờ thử thách mình sẽ được nâng lên chứ hả Gil? Dạ chắc chắn rồi, anh sẽ chọn tỉnh thành nào để mà mình nâng cấp cái thử thách này lên ạ? Mời con. Vô. Bình Thuận. Đúng không anh? Chính xác em ơi. Anh ơi, như vậy thì anh có thể cho khán giả xem cái ảnh full được không ạ? Đây, ảnh full của Bình Thuận đây. Wow, nãy anh zoom vào đâu vậy ạ? Anh zoom về góc phải. Anh zoom về góc phải nè. Wow, dữ quá vậy. Rồi, một tỉnh nữa ạ. Xin mời con. Xin mời con. Vậy là Hà Tĩnh. Chính xác. Và hình ảnh full của tỉnh Hà Tĩnh là? Đây. Chị Harry zoom vào một cái góc rất là nhỏ luôn á. Nhưng mà em nghĩ là chị đang zoom vào một cái điểm rất là đặc trưng. Đúng rồi. Bây giờ mình sẽ làm khó hơn đi ạ. Cô Sam sẽ không chọn đặc trưng nữa. Cô Sam chọn thành phố Hồ Chí Minh và zoom vào nhà của mình. Mời con. Có vẻ khó nha. Lâm Đồng. Chính xác. Tao mà. Và mình có thể thấy hình ảnh full được không ạ? Cô Sam có zoom vào cái góc phải mà bên trên á. Hay quá con ơi, quá giỏi. Nếu vậy thì giờ chú Nghĩa muốn hỏi nè, con dựa vào cái chỗ nào mà con nhận ra đây là tỉnh Lâm Đồng? Dạ là cái chữ cờ ngược. À đó, chữ cờ ngược ở đây. Chú Nghĩa sẽ thêm một hình nữa cho con nha. Dạ. Mời con. Quảng Ngãi. Hay thật. Anh zoom tới cỡ như thế nào ạ? So với hình ảnh full ban đầu. Đây hình ảnh full ban đầu đây. Wow. Quá tuyệt vời. Chúc mừng Quang Minh, con đã chinh phục được 3 vị giám khảo của chúng ta rồi. Giỏi dễ sợ. Khẩu phục. Quá ghê.